thầy khác hoặc là những cái trung tâm khác ấy, họ dạy là dạy trader, nhưng mà riêng thầy thì dạy là trở thành nhà đầu tư. Thì cái đẳng cấp của nhà đầu tư làm sao mà trader có thể là sánh được, đúng không thầy? Bản thân là cái kiến thức mà mình đọc trên internet không biết là đúng hay là sai, thì thực sự là đây là một trong những phương pháp mà tôi rất là khó cái từ nào để miêu tả phương pháp, phải nói là rất là thật thành ấy. Và thực sự không thầy, tôi qua về nói vợ anh đã tìm được con đường rồi, bởi vì sau khi học buổi ngày qua mình đã biết là con đường mình chuẩn bị đi là đi đến đâu ấy. Thì riêng bản thân tôi sẽ cam kết là sẽ đi theo thầy đúng một năm và sẽ cam kết thực hiện tất cả những chiến thuật và những cái bước đi mà thầy đã hoạch định. Bởi vì tôi xác định là khi mà đã giống như là mình đang đi tìm kiếm một cái gì mình đã rất là thiếu, mình đã thèm khát, mà bây giờ mình đã tìm được rồi, rất là hào hứng anh chị. Tôi đến chưa học xong rồi nhưng mà tôi cảm giác là thầy Điền chính là một cái người thầy thực sự của tôi. Trong từ khi tôi học cũng rất nhiều khóa rồi, nhưng mà để mà có những cái trải nghiệm, những cái như bây giờ thì đó nó chính là một người thầy rất là duy nhất luôn, thực sự như thế. Và tôi nói với các chị là tôi cũng biết là sau khi học xong khóa này tương lai của mình đi về đâu rồi. Bản thân là cái kiến thức mà mình đọc trên internet mình cũng không biết là nó đúng hay là sai nữa, thì khi mà mình áp dụng thì nó sai thì mình cũng không hiểu là tại sao mình sai. Nên qua cái khóa khoảng 2 ngày thì em đã xác định gần như 100% là những gì thầy nói sẽ đem lại kết quả. Việc của em là không có nghi ngờ gì về những gì thầy nói nữa, mà em chỉ có là làm sao để hiểu được càng nhanh càng tốt và ứng dụng nó trong thị trường càng sớm càng tốt. Thì mục tiêu cuối cùng của em sẽ là tự do tài chính càng sớm càng tốt. Ok, cố gắng đặt trước mặt vào em. Em thấy ở cái kiến thức thầy giảng rất logic và dễ hiểu hơn so với những gì mà mình tự mày mò ấy. Và mọi lần thì cứ tự mày mò nó không rõ được một cái gì thì đấy gọi là thành công cả. Bây giờ thầy tự tin hơn. Cái lúc Phong ngồi hình dung, Phong xác định cho mình một con số trong năm nay, nhưng mà khi Phong ngồi hình dung thì nó ra một cái con số nó lớn hơn, nó tự nhiên nó ra thôi. Lúc đấy, nhưng mà trong người rất tự tin và mong là cuối năm nay nó sẽ đạt được con số đấy. Rồi. Lấy lại những gì mình đã mất. Cái thầy khác hoặc là những cái trung tâm khác ấy, họ dạy là dạy trader, nhưng mà riêng thầy thì thầy dạy là trở thành nhà đầu tư. Thì cái đẳng cấp của nhà đầu tư làm sao mà trader có thể là sánh được, đúng không anh chị? Trader có nghĩa là họ kiếm lợi nhuận hàng ngày, họ sáng họ bán, chiều họ vào. Nhưng mà nhà đầu tư nghĩa là họ đã nhìn thấy cái lợi nhuận của họ và nhìn thấy những cái tương lai của họ từ những cái đô thị như này. Họ biết rằng là đến khi nào họ trở thành thành công, họ nhìn những đô thị như này họ biết. Nhưng mà trader lại chỉ biết là trong ngày thôi. Như hôm vừa rồi có một số nhóm là cái chỗ mà thầy mới sell vàng này thì họ lại đặt lệnh buy limit ở đấy và chết rất nhiều, rất nguy hiểm đấy. Và vì họ không nhìn được cái tổng quan về cái thị trường từ lịch sử của nó đi đến đấy là sau bắt đầu nó đi đến đâu cả, đúng không gì? Họ chỉ chơi theo ngày thôi, mà theo ngày ví dụ nhú lên một cái đến lên khoảng độ 5 giá bắt đầu nó phật một phát xuống, nó tạo thành một cái nền búa rất là dài như tuần vừa rồi, thế là tèo hết. Khi mà nghe thầy chia sẻ thì mình hoàn toàn tin tưởng, bởi vì thực sự nó là một cái tư duy rất là khoa học và rất là nó đã được gọi là thầy rất là tâm huyết đầu tư và nghiên cứu rất là kỹ để thầy ứng dụng ra, tức là bây giờ thầy đưa ra để ứng dụng và mọi người có thể được học hỏi được cái phương pháp này. Em mà đến với cái lớp của thầy Viên thì cũng rất là tình cờ, ngay lập tức là em đã vào để đăng ký vào cái lớp Trading Mastery. Thì đến lúc đầu em đến cũng mông lung, chưa đi học cái này bao giờ, chúng ta là chưa đi học cái này bao giờ. Mà đến thấy cái chia sẻ của thầy, cái năng lượng của thầy, cái nhiệt huyết của thầy lớn quá. Thì tham dự hôm trước và ngay trong cái buổi tham dự đấy là em đã quyết định đăng ký để học luôn vào ngày hôm sau đấy, mặc dù là đã có cái lịch để đi nghỉ lễ 10 tháng 3 rồi, em đã cancel hết để tham gia được. Và đến hôm nay thì là em thấy rằng cái quyết định đấy là cực kỳ sáng suốt.